xin chào các bạn như các bạn đã biết đấy mùa hè là như ở Việt Nam mình hoặc là tất cả những các cái nước lân cận đấy nếu mà đã lái ô tô không có điều hòa tôi khẳng định là không ai đi được bởi vì nó rất là nóng mà các bạn biết rồi nhưng ngày xưa ấy, thì xe ô tô mà không có điều hòa còn chịu được như bây giờ ấy, xe uát còn phải lắp điều hòa thì huống chi là những cái xe mà bây giờ làm rất là kín càng kín bao nhiêu thì cái độ ổn nó thì càng tốt bao nhiêu đúng không các bạn. Cho nên là tất cả những cái loại xe này bắt buộc phải có điều hòa. Thì hôm nay tôi có một cái bộ sản phẩm tức là về cái điều hòa lắp cho con xe Su hay của mình còn gọi là Suzuki ấy. Những cái loại Su ví dụ như con Su này là có thể lắp được cho Su APV này. Su uh, Pro này hay dân Việt Nam mình thường gọi là Su đầu to ấy. Thì đây là cái bộ này là bộ zin theo xe. Bởi vì những cái thằng Su APV thì xe là đa số là đều có điều hòa sẵn bởi vì những cái dòng xe đấy là phục vụ để, để chở khách thì bắt buộc phải có điều hòa nhưng ngược lại cái thằng Super su đầu to này là gần như cái bản thiếu là sẽ không có điều hòa nếu như ai mà mua xe mà đặt theo hãng thì là sẽ có điều hòa kèm theo thì đây có một cái bộ uh, sản phẩm này là bộ đầy đủ tất cả các chi tiết là chúng ta chỉ việc về lắp ráp vào lạp ga làm mát thì tôi sẽ giới thiệu từng chi tiết một cho các bạn xem đây là lốc thì các bạn biết đấy trong một cái hệ thống điều hòa cái gì cũng là quan trọng nhưng cái quan trọng nhất vẫn là cái lốc cái độ bền của lốc là quyết định tất cả đây các bạn nhìn lốc này lốc này của nó là lốc uh, din theo xe nó là bốn chân xiên này 13 c thằng su này thì là cái lốc này nhìn cái mặt bích này nó rất là đặc chủng này thằng này nó lại chạy bully bản pk lốc này này có dây kèm theo luôn này cái dây kula để kèm theo cái thứ hai này, quyết định lạnh sâu cũng là cái thằng dàn lạnh đấy với cái thằng này đấy là nó là cái dàn lạnh đúc này mà cái tổng thể của nó cũng tiết diện nó cũng rất rộng độ dày con này cũng là dày tầm hơn 4 phân mà cái thằng su này ấy, nó là tải thì cái khoang đầu nó cũng không to lắm cho nên là nó sử dụng cái dàn lạnh hình chữ nhật này là độ lạnh trong xe nó rất là tốt mà các bạn nhìn như, riêng cái thằng dàn lạnh này nó một mình như một kiểu cái đầu van này nó lên nó thò lên nó cong hẳn lên này để nó thò ra ngoài để bắt van vào đây và tiêu thì cái dàn lạnh này nó có kèm cả van vuông. Cái thằng van này nó là van của hãng Fujikoki nhá. này là hàng xịn đấy của Nhật. Với cái hệ thống điều hòa, cái van tiết lưu này cũng rất quan trọng. À lạnh sâu hay không nó do thằng này cũng quyết định này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về ô tô, sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube của tôi hoặc vào group Thợ sửa ô tô, link tôi đã để phần mô tả. Còn đây là dơ le ngắt lạnh. Nếu mà bộ điều hòa này mình lên lắp cái dơ le ngắt lạnh cơ này. Để mình có thể là đạt được cái độ lạnh nó tùy ý của mình. Thường thường ra là nếu mà cơ này mình để cửa gió tầm 5 độ. 5 độ trở lên. 5 độ đến 7 độ nó ngắt là ok nhất. Có thể loại này có thể chỉnh được xuống đến 1-2 độ C là chuyện bình thường. Riêng dòng dơ le cơ. Với cái thằng này, thằng su này. Ấy, thì nó lại có cái công tắc điều hòa của nó này. Thì đây là nó có cái công tắc AC này. Công tắc AC này. Công tắc AC này nó có cả chức năng một là bật AC này, hai là điều chỉnh quạt gió này. Cái này nó có cả rắc để cắm ra cái chân số quạt này, đấy. Chờ quạt đấy, hay là gọi số quạt là nó. Đây là tuy ô này. Tuy ô này từ dàn nóng mà và dàn lạnh này. Đây. Đấy, cái tiêu này. Nó ăn vào cái mặt bích này. Còn cái tiêu này là ở giữa đây nó có cái cắm cái đường đẩy vào mình theo dõi áp này, có cả mắt ga để mình theo dõi này mắt ga theo dõi ví dụ như mình có thể là lạp ga theo kinh nghiệm là mình nhìn vào đây đây là có van áp này van áp lắp vào đây cái thằng van áp này nó có cả cái rắc điện kèm theo luôn còn đây là cái tiêu tiêu đường hồi từ dàn lạnh hồi về lốc đây đây là tiêu từ lốc mà đến dàn nóng này còn cuối cùng nó là cái dàn nóng dàn nóng hoặc cái dàn tản nhiệt cái dàn nóng của này tuy thế nhưng mà nhìn nó rất là to này càng to bao nhiêu thì cái tản nhiệt của nó càng tốt bấy nhiêu mà cái thằng này nó lại là lắp ở đằng trước két nước tản nhiệt là nó do cái quạt là nằm mát máy ấy. nó hút gió hút gió qua để nó làm mát cái này mà cái thằng này nó hai cái này nó có cái liền phim đây cái dàn này gọi liền phim phim này nó là phim phim nọc túi mình vừa giới thiệu cho các bạn một cái bộ điều hòa lắp cho con su pro hoặc là su apv hay còn gọi là su đầu to đây là bộ sản phẩm đầy đủ. À, nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về cái sản phẩm này thì có thể là comment ở phía dưới hoặc là liên hệ với mình ở cái số điện thoại tôi đã để ở góc màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi.